xài một thiên lòng thế mà bà con lỗi xám họ cho là cửa công sân trình. Hoa bóng đang là châu lông mà người học trò nghèo không lỡ hội lông dân. Còn trường phu của thiếp không bận biểu gì đến cái mặt cái ăn, lẽ đâu dung qua trường không để danh bạn hồi. Người vợ trẻ thấy niềm vui rào ràng, quả là thư trung hữu nữ nhan như ngọc. Nhan sắc của vợ hiền đâu sánh bằng biển thánh rừng dù. Quan tràng đã về làng là tràng
xem chồng của tôi là chồng như thế đó, còn vợ như tôi sao các chị lại chê cười. Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng răng đen. Chàng ơi chớ để cho phận làm trai với thèn dơ sách đèn, cũng không hổ dơ chia câu thế tâm ngày càng sợ. Dệt mộng mà dành cho tôi hai chiếc vòng điều. Đêm nay trên rừng chè trăng khoe trăng sáng, gió thu rung sương nọn quanh trời. Hôm khuya dâm lặng lô rồi chàng thì đọc sách, còn đang ngồi quay tơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.